Dạ vâng, em nghĩ ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và báo giá tất cả những mẫu xe bản sedan hai đầu hiện đang có tại cửa hàng bên em. Bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe bản sedan hai đầu hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước màn hình nhỏ của quý vị các bạn, đó là một mẫu xe Daihu Gencha có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.5, trang bị Lara Duke 4 bánh, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bạn nhé. Một mẫu xe sơn xi màu đen xịn sò nguyên bản theo xe. Đó là một mẫu xe Daihu Gencha mang thương hiệu của Hàn Quốc, bản sedan hai đầu, động cơ 1.5. Với giá tiền trước lại bên em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Daihu Gencha. Vâng, đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ sử dụng của anh nhé, không taxi, không dịch vụ luôn. Bản sedan hai đầu, động cơ 1.5. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe đang tầm khoảng 6 lít xăng đến 7 lít xăng trên 100 cây số. Biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ này. Đấy, một mẫu xe máy chất gầm chắc côn số ngon, động cơ 1.5, keo chỉ zin, máy số ngon, gầm bệ chắc. Và chiếc Hyundai Accord có năm sản xuất 2010, biển kiểm soát 15A02476 đây, trước này vừa mới cập bến cửa hàng các bác nhá. Đấy, loanh quanh đâu đó tầm độ khoảng xít 400 các bác nhá. Đấy, Hyundai Accord. Đấy, sơn xi thì màu trắng ngọc trai, rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe bản sedan hai đầu. Động cơ của nó là 1.8 máy xăng. Tiếp theo đây là một mẫu xe i10. Vâng, i10 sản xuất 2016 này, bản sedan hai đầu. Vâng, bản sedan hai đầu, động cơ của nó là 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc. Con này thì bản đủ các bác nhá. Bản đủ này. Đấy. Hồ sơ thì cầm tay. Vâng, với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 250 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe i10 bản đủ, hồ sơ thì bên em đã rút về tên em rồi. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này sang tên chỉ trong một nốt nhạc các bác nhá. Giá tiền trước này là 250 triệu đồng, bên em có bao gồm phí sang tên, bấm biển đổi chủ luôn cho các bác. Và đây là một mẫu xe mẹt. Vâng, mẹt GLK. Mẹt GLK có năm sản xuất 2007, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2009. Một mẫu xe bầu trời công nghệ các bác nhá. Sơn xi thì màu trắng này. Đấy, sơn xi thì màu trắng các bác nhá. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 450 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe mẹt GLK. Vâng, tư nhân gia đình sử dụng, biển kiểm soát Bắc Linh 99A46671. Đấy, một mẫu xe phải nói rất là đẹp luôn. Một mẫu xe mẹt. Đấy, sản xuất 2007, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2009 các bác nhá. 2009 nó mới xuống đường. Với giá tiền 450 triệu đồng, bên em có bao gồm hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhé. Mang biển kiểm soát 90A, vâng, 06947. Đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 1.5. Đấy, sơn xi thì màu bạc. Đấy, màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe, trang bị Lara Duke 4 bánh này. Giá tiền 215 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Đấy, giá tiền 215 triệu đồng, sản xuất 2011, full kịch đồ luôn các bác nhá. Full kịch đồ luôn, nội thất các bác này. Nội thất ghế da hai màu, màn hình cam nồi đầy đủ, vô lăng của nó là vô lăng 3 chấu này. Đấy, một mẫu xe Toyota. Toyota là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu Nhật Bản, mang phiên bản số sàn các bác nhá. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát 15A, vâng, 24234 này. Giá tiền của chiếc Daihu Lachatti CDX này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 235 triệu đồng cho một mẫu xe này, là mẫu xe Daihu Lachatti CDX nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, form dáng rất là đẹp luôn, màu đen xịn sò, Lara Duke 4 bánh, túi khí ABS đầy đủ. Chỉ có 235 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Daihu nhập khẩu nguyên chiếc bản CDX.
Vâng, sơn si thì màu đen xịn sò luôn. Bô lăng của nó là bô lăng ba chấu, bô lăng kép các nhá. Đấy. Sơn si thì màu đen xịn sò nguyên bản theo xe. Vâng, bản sedan hai đầu nhập khẩu. Dòng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Daewoo lá lốt có năm sản xuất 2005. Vâng, mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng các bác nhá. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 70 triệu đồng. Vâng, chỉ có 70 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo lá lốt. Đấy, bản sedan hai đầu, máy nổ, còi kêu, bốn bánh quay đều, điều hòa mát, côn số ngon. Vâng, giá tiền rất rẻ luôn. 70 triệu đồng các bác nhá. Nội thất các bác này, ghế da hai màu. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota, Toyota Vios có năm sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 1.5, con này bản E xịn các bác nhá. Bản E này, bản E số sàn động cơ 1.5. Đấy, với giá tiền trước đây là 199 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota. Toyota là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đầu cuối đá mang thương hiệu Nhật Bản. Đấy, mẫu xe này rất là thông dụng luôn các bác nhá, rất là thông dụng luôn. Dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt. Đồ đạc rất là dễ thay thế luôn. Đấy, phanh đĩa bốn bánh, túi khí ABS đầy đủ. Đó là một mẫu xe Toyota với bản E. Bản E các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Audi. Vâng, Audi A6. Sản xuất 2007, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2009. Mang phiên bản số tự động, động cơ 2.0. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức các bác nhá. La răng đúc bốn bánh, túi khí ABS đầy đủ luôn. Biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A 05755. Đấy, biển rất là đẹp luôn các bác nhá. Giá tiền của chiếc Audi A6 này bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng. 330 triệu đồng, bao zin bao phê cho các bác nhá. Đấy. Sơn si thì màu đen huyền bí, bản sedan hai đầu, một mẫu xe Audi nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ, tôn vỏ mỏng tang luôn. Đấy, một mẫu xe Audi phải nói là đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Giá tiền trước này là 330 triệu đồng cho một mẫu xe Audi nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Và đây là một mẫu xe Toyota. Toyota Vios có năm sản xuất 2010, bản E số sàn, động cơ 1.5. Sơn si thì màu vàng cát, la răng đúc bốn bánh, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cụm xe nguyên bản theo xe. Con này thì bản E xịn các bác nhá. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 230 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota. Toyota là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt. Mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu của Nhật Bản. Đấy, một mẫu xe keo chỉ zin, máy số ngon, gầm bệ chắc, côn số ngọt. Đấy, biển kiểm soát Nghệ An 37A, sơn si màu vàng cát, rất là hot luôn các bác nhá. Đấy. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe Nissan. Vâng, Nissan. Nissan nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật, giá tiền chỉ có 42 triệu đồng thôi. 42 triệu đồng. Đấy, sơn si thì màu trắng, máy lổ, còi kêu, bốn bánh quay đều. 42 triệu đồng các bác nhá. Con này thì em đã nhận cọc rồi các bác này. Đấy, con này cũng nứt Nissan này em nhận cọc rồi các bác nhá. Đấy, chờ ngày đẹp thì bác cái xuống bác lấy. Đấy, bên em còn mỗi con này nữa các bác này, chỉ có hơn 40 triệu đồng một chút thôi. Và đây là một mẫu xe BMW CX5. Vâng, BMW C5. BMW có năm sản xuất 2007. Vâng. Sơn si thì màu trắng này. Đấy, đăng ký là 7 chỗ ngồi. Đấy, rất là rộng rãi luôn. Xe thì đẹp xuất sắc các nhá, xe đẹp xuất sắc luôn. Đấy, giá tiền trước này chỉ có 375 triệu đồng cho một mẫu xe BMW. Tư nhân gia đình sử dụng, biển Hà Nội, động cơ V6 máy 3.0. Vâng, 375 triệu đồng các bác nhá. 375 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe BMW này. Đấy, sơn si sạch sẽ, đẹp đẽ, ok rồi. Mang biển kiểm soát 17A, đó là một mẫu xe Daewoo Gentra. Daewoo Gentra có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.5, sơn si thì màu đen. Vâng, bản sedan hai đầu, keo chỉ zin, máy con này vẫn còn zin các bác nhá. Nội thất này tươi đó rói luôn. Giá tiền của chiếc Daewoo Gentra sản xuất 2010 này bên em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng. 155 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gentra, tên tư nhân mà biển Thái Bình. Đấy, biển Thái Bình quê lúa các bác này.
Và đây là một mẫu xe Daewoo. Vâng, Daewoo lá lốt. Vâng, có năm sản xuất 2003 các bác nhá. 2003. À con này là Daewoo Lajetti. Vâng, 2005. Giá tiền 115 triệu đồng, sơn xi màu trắng, biển kiểm soát Hà Nội, la răng đúc 4 bánh nha. Vâng, 115 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Lajetti. Bản sedan này đâu, động cơ 1.6 này. Các bác mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng ok luôn các bác nhá. Mà giá tiền chỉ có vài chục triệu đồng thôi. Chỉ có 115 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Lifan. Vâng, Lifan. Lifan có năm sản xuất 2007. Mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 1.6 các bác nhá, biển kiểm soát 88H. Vâng, 79 này, 47 các bác nhá. Vâng, giá tiền chiếc này chỉ có 60 triệu đồng thôi. Rất là rẻ luôn các bác nhá. Đấy. Rất rẻ luôn, chỉ có 60 triệu đồng. Các bác mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng ok luôn. 60 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Lifan. Đấy. Bản này bản lắp ráp tại Việt Nam. Đấy, thương hiệu của thằng Trung Quốc các bác nhá. Mang biển kiểm soát 15A. Vâng, 15A, biển Hải Phòng. Sơn xi thì màu bạc xịn sò. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Đó là một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2009. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, 218 triệu đồng. La răng đúc, phanh đĩa 4 bánh, xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Vâng, giá tiền 218 triệu đồng. Bên em có bao gồm phí rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển cho các bạn nhé. Và đây là một mẫu xe tập đi tập lái, che mưa che nắng này. Đây là một mẫu xe thương hiệu của nước Mỹ. Đó là một mẫu xe Trend Velar Spark, sản xuất 2011. Giá tiền 109 triệu đồng. Đấy, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Vâng, xe đẹp. Đấy, máy ngon, gầm chắc, cô chú ngọt. Và đây là một mẫu xe tập đi tập lái, che mưa che nắng. Đó là một mẫu xe này là mẫu xe Daewoo Lajetti, có năm sản xuất 2004. Bản sedan hay đâu, động cơ 1.6, biển kiểm soát lại còn Hà Nội các bác nhá. Đấy, đăng kiểm thì dài miên man luôn. Các bác mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng. Đấy, ok luôn. Vâng, đây là phần hệ thống nội thất của xe. Con này đã được trang bị màn hình cam nuôi đầy đủ các bác nhá. Giá tiền của chiếc Daewoo Luvira bên em đang chào bán với giá là 75 triệu đồng. Rất rẻ luôn các bác nhá, 75 triệu đồng bao ship cho các bác luôn. Vâng, đây là một mẫu xe Lifan. Lifan có năm sản xuất 2008. Mang phiên bản số sàn. Vâng, mang phiên bản số sàn, nước sơn màu trắng ngọc trai. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 85 triệu đồng. Vâng, hơn 79 triệu đồng các bác nhá. Xin lỗi các bác, 79 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Lifan. Vâng, Lifan sản xuất 2008 các bác nhá. Sơn xi thì màu trắng rồi, la răng đúc 4 bánh nha. Đấy, nội thất thì khá là sạch sẽ luôn. Đấy, táp đi cánh cửa rất là đẹp. Vâng, màn hình bô lăng này rất là đẹp luôn các bác nhá. Màn hình bô lăng đầy đủ luôn. Đấy, tư nhân chính chủ mà biển Lạng Sơn. Vâng, giá tiền thì chỉ có 79 triệu đồng thôi. Toyota Vios có năm sản xuất 2009, giá tiền 183 triệu đồng. Vâng, 183 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ, bao hồ sơ và có lộc lá cho các bác nhá, và bao cả vận chuyển luôn cho các bác luôn. Đấy, la răng đúc 4 bánh này, sơn xi thì màu vàng cát, xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện, nội thất này. Đấy, màn hình đầy đủ luôn các bác nhá, nội thất này, màn hình đầy đủ luôn. Gương kính chỉnh điện và cụp xe. Và đây là một mẫu xe Daewoo Lajetti CDX. Có năm sản xuất 2009, mang phiên bản số sàn. Khối động cơ của nó là 1.6 nhập khẩu nguyên chiếc, biển kiểm soát Hải Phòng, sơn xi màu bạc xịn sò luôn. Với giá tiền của chiếc Daewoo Lajetti CDX là bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng các bác nhá, 235 triệu đồng. Daewoo Luvira sản xuất 2003, giá tiền 65 triệu đồng. Đấy, 65 triệu đồng rất rẻ luôn. Các bác mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng này. Máy lổ, còi kêu, 4 bánh, quay đều, điều hòa mát, côn số ngọt, màn hình cam nuôi đầy đủ. Vâng, rất rẻ các bác nhé. Chỉ có 65 triệu đồng thôi. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Luvira. Và những mẫu xe 5 chỗ bản hatchback một đầu bên em còn rất là nhiều các bác này. Đấy, 5 chỗ, 7 chỗ còn rất là nhiều các bác nhé. Đấy, rất là nhiều luôn. Fortuner này, Toyota này, đấy, Innova này, Kia Carens này, Toyota Jay này, đầy đủ luôn. Và đây là một mẫu xe Daewoo Lajetti sản xuất 2010.
mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 1.6, biển kiểm soát 30A, biển Hà Nội. Với giá tiền của chiếc Daewoo Lachatti thì bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng. Vâng, 158 triệu đồng, các bác đã sở hữu mẫu xe Daewoo Lachatti trang bị màn hình cam nồi đầy đủ rồi. Màn hình đầy đủ rồi các bác nhá, màn hình Android luôn. Vâng, giá tiền chỉ có 158 triệu đồng thôi. Các bác đã sở hữu một mẫu xe này là mẫu xe Daewoo Lachatti. Bản này bản nắp ráp tại Việt Nam. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Daewoo Lachatti có năm sản xuất 2008, bản sedan hai đầu, Lara đúc 4 bánh này. Sơn xi màu bạc, biển kiểm soát Hà Giang 23A. Vâng, với giá tiền chiếc Daewoo Lachatti sản xuất 2008 bên em đang chào bán với giá là 138 triệu đồng. Hyundai Avante có năm sản xuất 2011, bản phiên bản số tự động, động cơ 1.6, biển kiểm soát Hòa Bình, gốc Hà Nội. Bên em đang chào bán với giá là 328 triệu đồng. Vâng, 328 triệu đồng các bác nhá. Mang biển kiểm soát Lào Cai 24A04993. Đó là một mẫu xe Daewoo Gentra có năm sản xuất 2010. Mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.5 với giá tiền 155 triệu đồng. Bên em bao gồm phí rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên một biên tổ quốc cho các bác. Và đây là một mẫu xe Ford Fiesta. Vâng, Ford Fiesta, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A65438 này. Sơn xi thì màu trắng ngọc trai, bản sedan hai đầu. Đấy, 268 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Fiesta. Vâng, Ford Fiesta động cơ 1.6 này, sản xuất 2011. Sơn xi thì màu trắng xịn sò, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Đấy, thương hiệu của nước Mỹ các bác nhá. Đấy, sơn xi thì sạch sẽ đẹp lắm rồi. Vâng, 268 triệu đồng các bác đã sở hữu mẫu xe Ford Fiesta. Sơn xi thì màu trắng nan. Và đây là một mẫu xe Kia Rio. Vâng, Kia Rio. Kia Rio một tư nhân và một chủ từ đầu. Sơn xi thì màu xanh than rất là đẹp luôn. Giá tiền của chiếc Kia Rio là 368 triệu đồng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Toyota, Toyota Vios có năm sản xuất 2009, mang phiên bản số sàn, có động cơ 1.5, biển kiểm soát 36A, biển Thanh Hóa này. Với giá tiền của chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 218 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Mazda. Vâng, Mazda 6 có năm sản xuất 2003, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 2.0, máy xăng. Vâng, biển kiểm soát Nghệ An các bác nhá. Với giá tiền của chiếc Mazda 6 này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng, có bao hồ sơ và có lộc lá cho các bác, bao vận chuyển luôn cho các bác nhá. Hyundai Elantra có năm sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6, biển kiểm soát Hà Nội. Sơn xi thì màu bạc xịn sò, nguyên bản theo xe, tên tư nhân, biển Hà Nội. Giá tiền chiếc này là 168 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Elantra. Hyundai Elantra, một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe Kia Cerato có năm sản xuất 2007, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6 này, biển kiểm soát Hà Nội các bác nhá, 30A. Với giá tiền của chiếc Kia Cerato bên em đang chào bán với giá là 148 triệu đồng. Đấy, 148 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Cerato nhập khẩu nguyên chiếc. Và đây là một mẫu xe Hyundai Tucson có năm sản xuất 2010, đăng ký 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi luôn, rộng ngang 17 chỗ các bác nhá. Với giá tiền của chiếc Hyundai Tucson bên em đang chào bán với giá là 430 triệu đồng. Con này bản full luôn nhá, bản full, cửa sổ trời Paraloma, bản đủ luôn. Tư nhân chính chủ mà biển Hải Dương. Đấy, một mẫu xe không taxi, không dịch vụ, rất đẹp luôn. 430 triệu đồng. Chevrolet Cruze có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.6, biển kiểm soát 30A62963. Với giá tiền của chiếc Chevrolet Cruze là bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng các bác nhá. 275 triệu đồng, mang thương hiệu của nước Mỹ. Toyota Vios mang thương hiệu Nhật Bản, bản sedan hai đầu, động cơ 1.5, sơn xi thì màu vàng cát. Vâng, biển kiểm soát Quảng Ninh. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá, form mới, máy trắng. Với giá tiền 365 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, sản xuất 2017 các bác nhá. Tư nhân gia đình sử dụng. Mang biển kiểm soát 88A, biển Vĩnh Phúc 06131.
Đó là một mẫu xe Hyundai Avante có năm sản xuất 2014. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Giá tiền của chiếc Hyundai Avante bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Avante. Đấy, bản sedan hai đầu, xe tư nhân gia đình sử dụng. Daiugenta có năm sản xuất 2009, giá tiền chỉ có 138 triệu đồng. Một mẫu xe biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe mang thương hiệu của Hàn Quốc, bản sedan hai đầu, 138 triệu đồng. Daiu Lazati CDX sản xuất 2009, mang phiên bản số này là số tự động, động cơ của nó là 1.6, nhập khẩu nguyên chiếc, bản sedan hai đầu, form dáng rất là đẹp luôn. Giá tiền của chiếc Daiu Lazati CDX này bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng. Và chiếc cuối cùng là một mẫu xe Daiu, vâng, Daiu Gencha có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn với động cơ 1.5, biển kiểm soát Hải Dương 34A. Với giá tiền của chiếc Daiu Gencha này bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng các bác nhá, biển kiểm soát Hải Dương, sơn xi màu bạc xịn sò. Dạ vâng, em nghĩ ô tô cũ Hải Phòng, em vừa quay tổng hợp tất cả những mẫu xe bản sedan hai đầu 5 chỗ ngồi hiện đang có tại cửa hàng bên em. Bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe bản sedan hàng nhập, hàng Việt, số sàn, số tự động có đủ, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.